Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kinh dị có tên Mắt Đỏ, kể về một vụ tai nạn xe lửa làm rúng động Hàn Quốc. Mà sau 16 năm kể từ tai nạn đó, chuyến tàu đó lại khởi hành, cái kết rất kinh hoàng. Vào một đêm mưa tầm tã, chiếc tàu hỏa số 7148 đi đến Jeosu, xuất phát sớm 10 phút, khởi hành lúc 11 giờ 50 phút. Thật ra, vào năm 1988, đêm ngày 14 tháng 7, con tàu 7148 này đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, khiến cho tất cả hơn 200 người trên tàu đều qua đời, nhưng nguyên nhân tai nạn đến ngày nay vẫn chưa được làm rõ. Sau 16 năm, Mi-sun là nhân viên mới làm việc trên khoang tàu này, đồng nghiệp cũng rất quan tâm đến cô. Sau khi chuyến tàu lăn bánh được 10 phút, một đôi vợ chồng xách hành lý vội vã chạy đến điểm đợi tàu. Cô vợ sốt ruột trách chồng đi muộn giờ, chuyến tàu đã đi mất rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một chuyến tàu 7148 nữa đi đến. Hai vợ chồng cảm thấy may mắn quá, vừa kịp, vội lên chuyến tàu 7148 vừa đến này. Cùng lúc này, anh đồng nghiệp chán quá chẳng có chuyện gì làm, nên lại kể chuyện ngày hôm nay của 16 năm trước cho Mi-sun nghe. Nhưng Mi-sun cảm thấy chuyện đã qua lâu rồi, cô không để tâm là mấy. Vào lúc này, con tàu vừa lái vào đường hầm chưa được bao lâu thì đột nhiên phanh gấp lại. Bởi vì ở phía trước mũi tàu, bác lái tàu trông thấy một cô bé mặc váy đỏ. Nhưng đến khi ông bước xuống đi tìm, lại không phát hiện ra gì cả. Vì vậy chuyến tàu chỉ đành tiếp tục đi. Nhưng cũng kể từ đó, những chuyện ma quái liên tục xuất hiện trên chuyến tàu này. Trên tàu có một vị khách vô cùng kỳ lạ. Cô bé mặc áo vàng này tên là Sohi, bạn bè bảo cô có đôi mắt âm dương. Nhưng Mi-sun không để ý chuyện này lắm. Chuyện khiến cô để ý là có một cậu bé một mình ngồi dưới hàng cuối cùng của toa, mẹ cậu bé sẽ ở trạm cuối cùng chờ cậu. Mi-sun cẩn thận lại gần, thấy cậu bé đang vẽ tranh. Trong tranh là một toa tàu, bên trong chật kín những vị khách, nhìn như những năm 70, 80. Mi-sun thấy hơi sợ, nhưng vào lúc này, cậu bé như phát điên, gạch xóa bức tranh ngoạch ngoạc. Mi-sun sợ hãi vội vào nhà vệ sinh rửa tay để bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, toa tàu bỗng có sự thay đổi. Khắp nơi đều tan hoang, trên bóng đèn trăng đầy mạng nhện. Một cô nhân viên lạ mặt đi vào, soi gương, rồi xoay người rời đi. Mi-sun đứng bên cạnh bị dọa mất hồn, cô không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng quay trở lại toa tàu. Nhưng lúc này, chỉ trong nháy mắt, tất cả hành khách trên tàu đều trở thành những người kỳ lạ. Khung cảnh này giống y hệt bức tranh cậu bé vẽ. Mi-sun còn đang ngơ ngác, bỗng có một thứ màu đen trên nóc xẹp xuống khiến cô sợ hãi ngã ra đất. Đến khi cô đứng dậy được, tất cả mọi thứ trên tàu đều đã trở lại bình thường rồi, tất cả hành khách cũng quay về như cũ. Hóa ra thứ vừa dọa cô chỉ là một bộ tóc giả. Tất cả hành khách đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết sao cô lại có phản ứng mạnh như vậy. Cùng lúc đó, trên con tàu phía sau, đôi vợ chồng cảm thấy bầu không khí đang ngày càng kỳ quái, toa tàu như thể đã để hoang phế rất lâu. Bọn họ gặp hai ông chú trên xe, một người bảo mình là giáo sư đang đi diễn thuyết, người còn lại thì ngồi im không nói một lời. Con tàu 7148 đi trước đã nhanh chóng đến trạm tiếp theo. Một đôi tình nhân đang cãi nhau, chàng trai tức tối đi xuống, để lại cô gái trên chuyến tàu. Sau đó, chuyến tàu lại tiếp tục khởi hành, chàng trai nhìn theo chuyến tàu đang lăn bánh, bỗng trông thấy có gì đó bất bình thường, giống như bóng dáng của những người đã khuất. Anh ta hoảng hốt vội gửi tin nhắn cho bạn gái, bảo cô mau rời khỏi chuyến tàu. Nhưng lúc này, cô bạn gái đang trong nhà vệ sinh, cô không thèm quan tâm tin nhắn của bạn trai, còn ném điện thoại sang một bên. Đột nhiên, đèn đóm trong nhà vệ sinh tắt ngóm hết, cô gái cũng bị đưa đi ngắm gà khỏa thân. Bảo vệ trên tàu phát hiện ra thi thể của cô gái, anh ta nhanh chóng chạy đi gọi người. Mi-sun nhặt chiếc điện thoại lăn lóc bên cạnh lên xem, thấy được tin nhắn mà người bạn trai gửi cho cô gái. Mi-sun nhớ lại hình ảnh mà cô thấy lúc đầu, càng thêm tin tưởng, toa tàu này thật sự rất bất ổn. Nhưng vừa quay người ra ngoài, những hình ảnh đáng sợ lại xuất hiện. Hình ảnh những hành khách ăn mặc như năm 80 kia, đan xen với hình ảnh của những vị khách hiện tại. Sự việc kinh hoàng khiến Mi-sun liên tục lùi lại. Đột nhiên, cô nhân viên kỳ lạ kia lại xuất hiện trước mặt cô. Lần này, Mi-sun đã nhìn rõ bảng tên của cô, tên là Hae-jin. Hae-jin đi về phía Mi-sun và nói với cô, tất cả hành khách trên tàu này đều phải chết. Bất kể thế nào, bọn họ cũng không thoát được. Mi-sun quá đỗi sợ hãi nên đã ngã ra hôn mê. Đến khi cô tỉnh lại, anh bảo vệ đang ở bên cạnh. Mi-sun liền hỏi Hae-jin là ai, khuôn mặt anh ta kinh ngạc, không biết Mi-sun làm sao lại biết được cái tên này, nên kể cho cô nghe. Hae-jin là người của 16 năm trước, phục vụ trên chuyến tàu bị gặp nạn, thật ra cũng chính là bạn gái của anh ta khi xưa. Còn Mi-sun cũng nói với anh ta mục đích cô lên chuyến tàu này. Thật ra, cô là con gái của trưởng tàu trên chuyến tàu năm đó, vì tất cả mọi người đều đổ lỗi vụ tai nạn lên người trưởng tàu, Mi-sun cảm thấy oan ức thay cho bố. Lần này, cô muốn rửa sạch nỗi oan cho bố mình. Sau đó Mi-sun nhớ lại cô gái có đôi mắt âm dương kia, cô quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của cô gái, điều tra rõ sự thật về những hồn ma trên tàu. Sohi thật ra đã nhìn ra sự thật từ sớm. Cô bảo, thật ra, trên tàu có một cặp anh em, hai người đã qua đời trong vụ tai nạn 16 năm trước. Nhưng họ cứ luôn chấp niệm, không tin rằng mình đã chết, thậm chí còn có ý định báo thù, định phá hủy chuyến tàu ngày hôm nay. Mi-sun nghe vậy, muốn tìm cách ngăn cản hai anh em họ lại. Nhưng không ngờ, hai anh em họ đã sớm biết được, cô chính là con gái của người trưởng tàu năm đó. Cô em mặt đầy thù hận đạp cô xuống đất, Mi-sun ngã lăn ra hôn mê.
Lúc này, chuyến tàu 7148 đã sắp đến trạm cuối, nhưng vì hai anh em kia đã xử lý hết nhân viên lái tàu, nên tốc độ con tàu không hề giảm đi, mà thậm chí còn tăng tốc lao về phía trước. Nếu cứ tiếp tục, thảm kịch sẽ lại tái diễn, kết quả sẽ không khác gì 16 năm trước. Lúc này, anh bảo vệ mới phát hiện ra sự khác thường của chuyến tàu, nên đã nhanh chóng tập trung hành khách ra đuôi tàu, đèn đóm trên cả con tàu bỗng chớp tắt dữ dội. Vào lúc này, trên chuyến tàu 7148 phía sau, đôi vợ chồng đang ôm chầm lấy nhau, bọn họ nghe thấy những tiếng kêu gào bên trong khoang tàu, không ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mi-sun đang hôn mê trên đất, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vậy mà cô lại thấy người cha đã qua đời của mình. Hóa ra, trên chuyến tàu phía sau, ông chú chỉ im lặng không nói chuyện, chính là bố của Mi-sun, ông đã nói ra tất cả sự thật. Thì ra, chuyến tàu phía sau chính là con tàu ma của 16 năm trước. Lúc chuyến tàu này dừng lại 10 phút trong đường hầm, con tàu ma đã vừa đúng lúc đuổi kịp, cả hai đã chồng chéo lên nhau. Bố Mi-sun kể, khi đó trên tàu có một gia đình 4 người, trong đó có 2 người bố mẹ. Họ cảm thấy quá tuyệt vọng với cuộc sống, định dùng độc kéo cả nhà chết cùng, nhưng không may lọ thuốc độc bị đổ. Ông bố kia liền điên cuồng lao về phòng lái, cướp lấy cần gạt, khiến con tàu đi vào đường hầm và gây ra vụ tai nạn. Gia đình 4 người đều chết tại chỗ, mà hai anh em trên chuyến tàu hôm nay, họ đã bị hai hồn ma năm xưa nhập vào. Nói xong, ông cũng không đi cứu Mi-sun mà đi thẳng đến phòng lái, ngăn chặn âm mưu của hai anh em. Ông kéo con tàu về quỹ đạo bình thường, thành công ngăn cản được tai nạn mà chuyến tàu sắp gặp phải. Cha của Mi-sun cuối cùng đã lái con tàu ma kia đi về phương xa. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tất cả linh hồn trong vụ tai nạn 16 năm trước, trong lòng đều có một chấp niệm, bởi vậy nên mới không chịu đầu thai, cứ mãi ở lại trong chuyến tàu mong ngóng. Hai anh em nọ cũng vẫn luôn chờ đợi bố mẹ của mình, vì vậy nên mới không muốn tin chuyện mình đã chết. Nhưng cuối cùng, tất cả chấp niệm của ma quỷ đều tiêu tan, con tàu ma này cũng hoàn toàn chạy về nơi xa. Được rồi, bộ phim đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé!